Ở nhà mà cũng xây được nhà đẹp, đúng ý cùng công năng tiện nghi có thật không? Nếu không tin hãy xem hết video hôm nay để tìm hiểu thực hư ra sao nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục nhà đẹp của Thảo Lương Hôm. Quý vị thân mến, tại thời điểm nước ta đang chịu ảnh hưởng của tâm bão Noru vô cùng khắc nghiệt, rất nhiều gia chủ nhận ra giá trị của một ngôi nhà kiên cố để đảm bảo an toàn cho tổ ấm gia đình. Nhà mang ý nghĩa to lớn cả về vật chất và tinh thần, là nơi bảo vệ và đồng hành cùng mọi thành viên trong thời gian dài. Với tầm nhìn và sứ mệnh mang đến những công trình nhà ở kiên cố, chất lượng, Thảo Lương Hôm, đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công trọn gói trên toàn quốc, cam kết xây dựng nhà ở với đầy đủ các tiêu chí về tổ ấm lý tưởng. Và trong chuyên mục giới thiệu những mẫu nhà đẹp chất lượng hôm nay, Thảo Lương Hôm sẽ tiếp tục chia sẻ mẫu nhà phố 3 tầng hiện đại của gia đình anh Tân ở Đà Nẵng. Anh Tân tâm sự rằng, trước khi liên hệ với Thảo Lương Hôm, anh khá lo lắng khi không tìm được mẫu thiết kế ưng ý và thầu xây dựng uy tín, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là ngày đẹp khởi công. May mắn, nhờ có gia đình, người quen từng xây nhà tại Thảo Lương Hôm, nên gia đình mới có cơ duyên biết đến và đồng hành xây dựng tổ ấm Bình Chắc. Sau khi được các kiến trúc sư Thảo Lương Hôm trực tiếp đến tận nơi đo đạc, khảo sát hiện trạng khu đất bằng flycam và các thiết bị đo địa hình hiện đại. Cách khảo sát này không chỉ đảm bảo thông tin chính xác mà còn giúp tối ưu chi phí, thời gian và công sức hiệu quả. Nhờ đó, đội ngũ Thảo Lương Hôm đã nhanh chóng đưa ra phương án thiết kế và thi công phù hợp cho nhà phố 3 tầng của gia đình anh Tân. Với tổng diện tích mặt sàn 3 tầng gần 200m², chi phí dự toán xây dựng nhà phố được các kiến trúc sư Thảo Lương Hôm tính toán tỉ mỉ dựa trên nhu cầu và điều kiện kinh tế của gia đình chỉ dao động khoảng 1 tỷ 2. Kiến trúc nhà phố 3 tầng, mặt tiền 5m, được thiết kế vô cùng bề thế, kiên cố và vững chắc. Nhà phố được biết đến với thiết kế mặt tiền hạn chế, chiều dài sâu và thường được xây sát nhau nên cần tính toán thiết kế tỉ mỉ để đảm bảo thẩm mỹ, hợp phong thủy và tiện nghi trong sinh hoạt. Mặt tiền nhà phố gây ấn tượng với thiết kế ốp gạch cách điệu mang lại cảm giác bình yên, mộc mạc hiếm có ở thành thị phồn hoa. Tông màu đỏ cam của gạch và màu trắng của tường được thiết kế hài hòa với màu nâu gỗ của hệ cửa kính khung gỗ và gạch thông gió. Hệ ban công được thiết kế đưa ra tạo khu vực thư giãn độc đáo và trồng cây vô cùng thông thoáng. Tại đây có thiết kế lan can với độ cao vừa phải, đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho tổng thể công trình. Lối thiết kế này giúp ngoại thất ngôi nhà càng thêm ấn tượng và nổi bật hơn so với những công trình xung quanh. Đây được xem là xu hướng thiết kế kiến trúc độc đáo, không lo lỗi thời và được nhiều gia chủ yêu thích hiện nay. Phần mái được thiết kế đưa ra khỏi thân nhà, tạo nên sự độc đáo cho tổng thể nhà phố. Đồng thời, nhờ đó còn giúp bảo vệ công trình luôn bền đẹp như mới. Các chi tiết trang trí được thiết kế vô cùng tinh giản, gọn gàng, giúp toát lên vẻ đẹp hiện đại của nhà phố. Đối với kiến trúc nhà phố, hệ cửa kính và gạch thông gió là lựa chọn hoàn hảo, giúp không gian nhà ở thông thoáng và mát mẻ hơn. Hệ cửa kính khung gỗ và gạch thông gió là vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến bởi chi phí xây dựng rẻ, độ bền đẹp cao. Hệ thống gạch bông gió giúp tăng khả năng hút gió, giảm lượng ánh sáng hấp thụ vào bên trong và tăng thêm tính thẩm mỹ cho tổng thể ngoại thất của công trình nhà phố. Đội ngũ Thảo Lương Hôm không chỉ lắng nghe, thấu hiểu từng mong muốn của gia chủ mà còn cam kết đảm bảo chất lượng hoàn hảo, mang đến những công trình chất lượng, kiên cố và bền vững với thời gian. Không những vậy, khi gia chủ lựa chọn thi công trọn gói tại Thảo Lương Hôm, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm của Thảo Lương Hôm sẽ lo liệu toàn bộ từ A đến Z, từ khâu khảo sát, đo đạc, tư vấn, thiết kế đến thi công hoàn thiện một cách chỉnh chu nhất. Vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá qua siêu phẩm nhà phố 3 tầng hiện đại của gia đình anh Tân ở Đà Nẵng. Hiện tại công trình đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công sau khi cơn bão Noru đi qua. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để đón xem quá trình thi công cũng như bàn giao hoàn thiện công trình nhà phố 3 tầng này do Thảo Lương Hôm thiết kế và thi công trọn gói trong thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ, Thảo Lương Hôm xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng kế tiếp.